Chào các bạn, rất là vui khi lại được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc dân gian rất là hay, trị đau rát họng rất là hiệu quả, cũng như là trị cái chứng mất ngủ cực kỳ hiệu quả với những ai mà bị cảm cúm, bị mệt và vừa trải qua COVID-19, giống như gia đình mình vừa mới trải qua COVID-19 được 8 ngày. Mọi người trải qua một cách rất là nhẹ nhàng và cơ thể thì không mấy khó chịu lắm các bạn nhé. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bị mắc COVID-19 ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy đó là cái cảm giác đau rát họng, sau đó là muốn ho và mất ngủ. Và làm sao để chúng ta có thể ngủ được tốt hơn thì cái bài thuốc này phần nào đó sẽ giúp các bạn đi vào giấc ngủ được tốt hơn, cũng như là giúp họng của chúng ta được khỏe hơn rất là nhiều. Về cái công dụng của bài thuốc này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 300 g gừng tươi. Gừng này thì các bạn nên lựa chọn gừng ta nhé, bởi vì gừng ta có độ cay ấm rất là tốt. Còn cái gừng tàu ấy thì người ta đã nó là cái củ gừng rất là lớn, cho nên là cái vị cay ấm của nó không có nhiều, và chính vì vậy mà mình mới lựa chọn cái củ gừng ta như thế này. Và gừng ta này thì các bạn nên lựa chọn củ già thì nó sẽ có nhiều cái tinh chất gừng hơn và cái độ cay ấm của nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và nguyên liệu thứ tiếp theo đó chính là mật ong. Mật ong thì các bạn có thể lựa chọn bất cứ loại mật ong nào mà các bạn có sẵn, hoặc là các bạn có thể vào siêu thị các bạn chuẩn bị mua đều có rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Với gừng thì các bạn sẽ cạo bỏ cái phần vỏ này đi. Nếu như mà ai mà muốn làm trà gừng mà có cả cái phần vỏ này thì các bạn sẽ rửa thật là sạch phần vỏ nhé. Đấy, còn nếu không thì các bạn sẽ cạo sạch nó đi như thế này. Đối với gừng ý, thì gừng nó có cái tác dụng đó là kháng viêm và chống dị ứng rất là hiệu quả, cũng như là kháng khuẩn rất tốt. Chính vì vậy mà các bạn sử dụng gừng thường xuyên, nó còn giúp cho chúng ta điều hòa được cái hệ miễn dịch của cơ thể mình rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây đó là gừng có tính cay ấm ấy, cho nên là khi mà các bạn áp dụng bài thuốc này thì cái tính cay ấm của nó sẽ đi thẳng đến thận, giúp cho thận của chúng ta được khỏe hơn rất là nhiều. Mà khi thận khỏe rồi thì các bạn sẽ thấy là gan của chúng ta cũng sẽ mát lên, mà mọi bệnh đều bắt nguồn từ gan. Chính vì vậy mà chúng ta hãy đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình về thận, về gan. Với những ai mà bị mất ngủ thường xuyên thì các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể mình lúc nào cũng rất là mệt mỏi. Chính vì vậy mà mình muốn quay cái video này để chia sẻ với các bạn. Khi mà các bạn mắc COVID-19 thì các bạn sẽ có cái cảm giác đó là bị mất ngủ. Và mình uống cái trà này vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ ấy, thì sẽ đi vào giấc ngủ rất là hiệu quả, rất là tốt. Đấy. Gừng các bạn cạo vỏ thì các bạn sử dụng cái thìa như thế này này. Các bạn cạo nó sẽ dễ hơn nhiều khi mà các bạn sử dụng dao. Dùng dao thì nhiều khi là nó lẹm cả cái phần thịt rất là nhiều ấy. Đấy. Còn như những cái cuốn sách mà mình đọc về sức khỏe, đó là khi mà làm trà gừng ở Nhật Bản ấy, thì họ để nguyên cả cái phần vỏ, bởi vì trong cái phần vỏ có chứa cái chất chống oxy hóa rất là nhiều. Đấy. Cho nên là nếu như mà ai mà mua được hoặc là mình trồng được gừng ấy, thì các bạn có thể sử dụng luôn cả cái phần vỏ đều được. Nhưng mà ở đây thì bởi vì là hôm nay hướng dẫn cho các bạn muốn cho cái phần trà gừng nó được đẹp hơn, cho nên là mình có cạo đi cái phần vỏ. Còn nếu không, khi mà uống trà gừng bình thường ấy, thì mình hay hay để cả vỏ để mình xay luôn để uống.
Sau khi mà các bạn đã cạo xong cái phần vỏ rồi thì bây giờ các bạn sẽ đem rửa thật là sạch nhé. Các bạn rửa sạch đi, sau đó để ráo nước. Cái phần nào mà còn vỏ thì các bạn sẽ làm cho nó sạch hẳn đi. Gừng này thì các bạn sẽ thái thật mỏng ra nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã thái được ra nhỏ như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho vào những cái hũ nhé. Sau khi mà các bạn đã cho vào hũ như vậy rồi thì các bạn sẽ cho cái phần mật ong vào đây nhé. Mật ong này thì các bạn sẽ đổ ngập cái phần gừng nha. Để mình ngâm. Các bạn cho từ từ để cho cái phần mật ong nó được thấm xuống hẳn cả phía dưới nữa. Với cái bài thuốc này thì các bạn sẽ thấy là mật ong nó có cái lượng đường tự nhiên rất là cao. Và đây là một cái nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào cho cơ thể các bạn nhé. Không những vậy, mật ong nó còn có các cái axit, amin cũng như là các cái khoáng chất rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Và khi kết hợp với gừng như vậy thì nó sẽ tạo ra được một cái bài thuốc cực kỳ tốt cho sức khỏe, đặc biệt đó là tăng cường sức đề kháng, nâng cao cái khả năng miễn dịch cho cơ thể. Không những nâng cao được cái khả năng miễn dịch mà ở đây cái bài thuốc này nó còn có cái tác dụng đó là chữa lành các cái vết thương do viêm họng, trị viêm họng cực kỳ hiệu quả các bạn nhé, và trị cúm nữa. Chính vì vậy mà mình mới chia sẻ cái bài thuốc này để đến với tất cả mọi người. Và hy vọng rằng cái bài thuốc này nó sẽ hữu ích đến mọi người các bạn nhé. Và khi mà các bạn ngâm mật ong và gừng như thế này thì sau một ngày các bạn có thể sử dụng được rồi. Và các bạn sử dụng được thường xuyên thì sẽ rất là tốt cho cơ thể. Và hãy ưu tiên nhiều hơn nữa các cái gia vị từ tự nhiên như thế này, và đặc biệt nó còn có cái tác dụng chữa lành nữa. Thì mình hy vọng video này sẽ hữu ích đến tất cả mọi người. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.